để chuẩn bị cho cuộc đua hứa hẹn rất nhiều thử thách tại vòng loại U23 châu Á 2020. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã triệu tập 37 cầu thủ vào danh sách tập trung, tập luyện, từ đó sẽ lựa chọn ra 23 gương mặt xuất sắc nhất tham gia đấu trường châu lục. Trong bản danh sách được huấn luyện viên Park Hang-seo công bố, có thể dễ dàng nhận thấy lực lượng nòng cốt là các cầu thủ đã trưởng thành từ đội tuyển U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2017 và thi đấu rất xuất sắc trong màu áo đội tuyển U23 quốc gia cũng như đội tuyển Việt Nam trong thời gian vừa qua. Một số cái tên có thể kể đến như Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh hay Nguyễn Tiến Linh. Bên cạnh đó, qua theo dõi quá trình thi đấu tại giải U22 Đông Nam Á vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng quyết định triệu tập tới 13 cầu thủ trong đội hình đội tuyển U22 Việt Nam. Trong đó có những cái tên nổi bật như Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Danh Trung, Phan Thành Hậu, Ngô Tùng Quốc, Bùi Tiến Dũng hay Lương Hoàng Nam. Ngoài ra, thông qua ý kiến tư vấn của bộ phận chuyên môn và đặc biệt là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, người rất am hiểu về các cầu thủ trẻ khi từng dẫn dắt đội tuyển U19 quốc gia giành quyền tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2017. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới, được đánh giá là rất có tiềm năng phát triển. Đáng chú ý nhất, có lẽ là sự trở lại của tiền đạo Trần Thành, cầu thủ đã ghi bàn thắng để đời trong trận tứ kết giải U19 châu Á hồi năm 2016, giúp U19 Việt Nam đánh bại Bahrain 1-0 để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017. Với việc triệu tập lực lượng quy tụ đầy đủ những nhân tố giàu triển vọng của lứa tuổi U22, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ hướng tới mục tiêu không chỉ tạo thêm sức cạnh tranh cho đội tuyển U23 Việt Nam ngay trước thềm vòng loại U23 châu Á, mà còn góp phần xây dựng nguồn lực dày dặn hơn cho các nhiệm vụ quan trọng trong tương lai, mà trước mắt đó là SEA Games 30 tổ chức tại Philippines vào tháng 11 tới. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 6 tháng 3 năm 2019 tại Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có buổi tập đầu tiên ngay buổi chiều cùng ngày. Và dưới đây là danh sách cụ thể 37 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020.